Con đây nha mọi người nha. Mọi người xem thấy nó đi không? Con chưa mở mắt đấy mọi người. 6 con. Nó có cái gì đằng sau là con cái. Chậm chán này. Lại chán, lại đúng kiểu luôn. Con này cũng thế đâu, chân vậy, con này vẫn có cái gì đằng sau ấy. Con này có cái gì đằng sau ấy, có con này và vạn này nữa này. Ui, 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 ui. Đấy, con này cũng là cái gì? Con này đẹp phết đấy. Đây nha các bạn nha, đây là ở cái chỗ mình ở bên kia nha. Đây mình ở là mình ở cái xóm bên kia nha mọi người nha. Đây mình có thể ở cái chỗ này này. Đây, chúng ta mình chỉ nha, mình ở đây nha. Đường ba là đi từ bên kia vào. Đây, đường là đi từ bên kia vào nha. Chúng ta mình chỉ đây. Đường đây này đi xoay xuyên hai ba nhà này nhá. Xong rồi vào đến đây có một đường cua vào đây nha. Cho mọi người biết là nhà mình ở đâu. Đây là cái nhà cũ của trước đây là bố mẹ mình ở nhé. Đây cái khu bên kia đúng là nhà trước đây là mình sinh ra, là mình sinh ra ở cái nhà bên kia nhé. Để cái nhà mọi người đang nhìn thấy có một cái bạt tre ở cái chuồng bò đấy. Nếu không nhầm là mình cũng có làm một cái video đó là mình đi sang nhà anh trai ấy. Đấy cái nhà đấy là cái nhà mình đang cho mọi người xem ở đây. Nhà này trước đây là mình sinh ra, là mình sinh ở cái gia đình này nha. Đấy xong là sau đó là mình mới di chuyển, mình lớn lên rồi sau đó mà này mình lấy vợ rồi. Sau đó là mình mới tách riêng sang mình ở bên kia. Đây mọi người có thể là ngắm một khía cạnh nó rất gần thôi. Bên kia làm cái gì bên này cũng nghe thấy nha. À. Đây nhà trước đây mình ở là nhà bên này. Nhà ông già đấy mọi người ạ. Nhá, mệt lắm này. Hai anh em bắt cái quả này thì tít thế kia liền. Là khá là mệt đấy mọi người. Đây hôm nay mình sẽ đi làm nhà bên kia ở cái chỗ đám khói kia nhá. Chốc nữa là anh em mình đi đến bên kia mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem những công việc mình làm nhà trên nó sẽ như thế nào thôi. Mệt.
dòng cho cái tí đó cũng ta tỏ từ hôm kia nó mà không muốn chỉ cho đồng từ đó. Thank you.
Con này con số ca sĩ gió con này nhìn nhẹ đấy mẹ con à. Chê chê chê. Con mà cũng chọn nó mà chê cờ. Cái bộ đấy chắc phải tạ đấy. Bây giờ anh em đang làm pizza. Cái này phải đo kỹ đấy mọi người ạ. Đó ký vào để mà lúc mình làm nó không bị nhầm. Không là bên này nó dài hơn, bên kia lại ngắn hơn nha. Mẹ ta lấy có sẵn chứ. Ờ ta đặt sẵn chứ. Hehehehe.